em sống làm sao phải như anh nè. Đi tới đâu mọi người cũng thương yêu, mọi người cũng khen, không ca ngợi cái nhan sắc của anh. Đức ơi, vì cái sự mà bơm em lên như vậy đó, lát về anh phải đi sám hối đó Đức. Tối tầm luôn. Bé không đưa tay để cho tôi nhiều luôn. Nó sợ á. Giúp đỡ tôi nhiều. Nó sợ đụng vô nó xấu. Sợ đụng vô nó xấu. A few moments later. Cô này sinh nhật đẹp trai ta. Trai hẳn ra luôn á. Thế sao nữa? Đẹp trai, càng ngày càng đẹp ra nghe. Có bí quyết gì không vậy? Anh Đức được chị Thanh Mai ở thẩm mỹ viện BB Thanh Mai có đề nghị là sẽ giúp anh Đức cải thiện làn da này. Ngon lành luôn á. Bị ăn hiếp hoài, bị trưởng thành nói về tề da hoài. Điều gì hết là chắc chắn mà ha. Ai cũng phải nể. Thanh Mai.